Tuyên Quang là tỉnh miền núi có tiềm năng lợi thế phát triển các ngành công nghiệp chế biến, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng. Những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế để phát triển sản xuất. Rất nhiều dự án công nghiệp được triển khai và đi vào hoạt động, không chỉ mang lại diện mạo mới cho ngành công nghiệp Tuyên Quang, mà còn góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Sản xuất công nghiệp phát triển với sự đa dạng về lĩnh vực, ngành nghề, công nghệ và dây chuyền hiện đại, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động. Chính vì vậy, tỉnh Tuyên Quang và các doanh nghiệp luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho công nhân và người lao động, đảm bảo để hoạt động sản xuất được duy trì ổn định, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 1.850 doanh nghiệp đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo việc làm cho gần 78.000 lao động. Trong đó, có gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Trong năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp và người dân. Vượt qua mọi khó khăn thách thức, các doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực duy trì hoạt động theo phương châm, đảm bảo an toàn để phục vụ sản xuất. Nhờ đó mà hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp năm nay ước đạt trên 18.000 tỷ đồng, bình quân tăng 12% trên năm. Nhìn vào con số đạt được cho thấy, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Một trong những yếu tố quan trọng đó là ngành lao động thương binh và xã hội tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn. Các doanh nghiệp đã chú trọng thực hiện cải thiện môi trường, điều kiện làm việc và có biện pháp chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo tính mạng và tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động phải được triển khai tích cực, thường xuyên và có hiệu quả, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngày an toàn là mục tiêu được công ty cổ phần Primer Hào Phú đặt ra hàng năm. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được lại cao gấp nhiều lần. Với 2.216 ngày liên tục, công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào. Có được kết quả này là nhờ có ý thức trong việc thực hiện vệ sinh an toàn lao động của mỗi công nhân trong đơn vị, mà công tác an toàn vệ sinh lao động đã được công ty duy trì thực hiện suốt gần 8 năm qua. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động cao. Trong quá trình vận hành thiết bị, công nhân trong đơn vị luôn tuân thủ đúng các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Hiện nay ở doanh nghiệp này có gần 100 lao động làm việc tại phân xưởng khai thác đá và chế biến khoáng sản. Nhờ thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ mà hoạt động sản xuất của công ty được bảo đảm an toàn, ổn định. Người lao động cũng yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Mỗi năm, công ty cổ phần Primer Hào Phú đóng góp vào ngân sách địa phương trên 13 tỷ đồng, năm cao nhất lên đến 18 tỷ đồng, thu nhập bình quân của lao động từ 5 đến 6 triệu đồng một người trên tháng. Công ty với mục tiêu lấy cái chương trình mà an toàn và môi trường lên hàng đầu, tức là trong tất cả các cuộc họp từ giao ban, các tổ, bộ phận cũng như là đến công ty, thì là cũng tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên, người lao động là cái chương trình phải lấy cái việc an toàn và môi trường trên hàng đầu để duy trì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mà với cái mục tiêu đó thì hàng năm là công ty cũng đã tập huấn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động về các nội quy an toàn lao động cũng như là các quy trình vận hành máy móc, đặc biệt là trong cái vấn đề khai thác mỏ, thì là ngoài cái việc
đào tạo của công ty thì là cái chương trình của Bộ Công Thương người ta cũng đào tạo và cấp những cái chứng chỉ cho người thợ khoan nổ mìn. Là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài với lực lượng lao động trên 1.000 người, trong môi trường làm việc nặng nhọc tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác an toàn vệ sinh lao động với thông điệp bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo vệ nguồn nhân lực. Tại phân xưởng đúc, với môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ lò đốt luôn ở mức từ 1.000 đến 1.800 độ C, thường xuyên phải tiếp xúc với nhiệt độ cao. Những công nhân này luôn ý thức được vai trò của công tác đảm bảo an toàn lao động. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ là tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi bước vào ca làm việc, 100% lao động luôn tuân thủ theo đúng quy trình, trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ. Với phương châm sản xuất, an toàn là số 1, phòng tránh là chủ yếu, tổng hợp xử lý, toàn thể tham gia. Những lớp tập huấn về quy trình an toàn lao động như thế này được thường xuyên tổ chức. Trong các buổi tập huấn, những tình huống gây mất an toàn, gây nguy hiểm cho công nhân trong quá trình sản xuất được thể hiện bằng các video clip, đồ họa trực quan, dễ hiểu đã giúp công nhân trực tiếp tham gia sản xuất có thêm kiến thức về an toàn lao động, từng bước nâng cao ý thức của nhân viên, người lao động, tăng cường hơn nữa năng lực phòng chống rủi ro, đồng thời tuyên truyền văn hóa an toàn, loại bỏ nguy cơ gây mất an toàn, thúc đẩy sản xuất phát triển. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang còn thành lập các tổ quản lý về an toàn lao động đến từng phân xưởng, tổ chức cho công nhân thực hành các quy trình vận hành an toàn hệ thống, sử dụng thành thạo các trang thiết bị được trang cấp trong công tác ứng cứu tai nạn lao động, thường xuyên kiểm tra các dây chuyền sản xuất tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động như hệ thống hành lang băng tải, hệ thống khí than, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Nhờ làm tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, công nhân viên chức người lao động trong công ty luôn yên tâm lao động sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh. Năm 2020, công ty sản xuất được gần 250.000 tấn thép, doanh thu đạt gần 3.000 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, với thu nhập bình quân đạt hơn 6 triệu đồng một người trên tháng. Công việc của mình là cắt phôi thép, hàng ngày công việc rất vất vả, trong môi trường làm việc rất nguy hiểm. Trong quá trình làm việc, tôi luôn tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn sản xuất cho bản thân tôi và có thể cho toàn thể các anh em trong công nhân trong gang thép Tuyên Quang. Là một trong những doanh nghiệp có số lao động tập trung cao, chủ yếu là lao động nữ với hơn 2.200 công nhân sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính, công ty trách nhiệm hữu hạn Cexin VN2 còn luôn quan tâm, chăm lo đến môi trường làm việc, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động. Làm việc tại bộ phận cắt, chuẩn bị nguyên liệu, một trong những công đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng trong hơn 2 năm làm việc tại đây, nữ công nhân này đã không để xảy ra sự cố về an toàn lao động. Trước mỗi ca làm việc, chị đều tuân thủ và thực hiện theo đúng quy trình, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động. Bản thân tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là được chấp hành những cái nội quy như thế là cái thứ nhất là lợi ích cho bản thân mình. Và chúng tôi cũng tuyên truyền rộng cho công nhân là phải chấp hành mọi nội quy của công ty đã đề ra và nhắc nhở với công nhân là phải chấp hành cái an toàn lao động. Môi trường làm việc, các điều kiện đảm bảo sức khỏe cho công nhân cũng luôn được công ty trách nhiệm hữu hạn Cexin VN2 quan tâm thực hiện. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ luôn được công ty xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Tại công ty hiện đã xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các xưởng sản xuất, triển khai đầy đủ các quy trình vận hành, làm việc an toàn và được áp dụng riêng đối với mỗi khu làm việc. Cùng với đó, thực hiện treo biển báo nguy hiểm, bảng nội quy, hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động tại mỗi bộ phận để luôn nhắc nhở người lao động chủ động thực hiện, hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn. Ban lãnh đạo công ty cũng đề ra những cái phương án cũng như là cái kế hoạch đào tạo, huấn luyện thường niên, định kỳ cho tất cả toàn bộ cán bộ công nhân viên thì được là các chuyên gia có kỹ năng và cũng có là cái chứng chỉ để đào tạo trực tiếp cho cán bộ công nhân viên về an toàn vệ sinh lao động trong các bộ phận nhạy cảm như bộ phận cắt hay là bộ phận cơ khí thì được trang bị công ty trang bị định kỳ về cái bảo hộ lao động
như là găng tay cắt, rồi là găng tay sắt, rồi là mũ bảo hiểm, rồi là ủng găng tay điện, vân vân. Nhờ đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, mà số vụ tai nạn lao động trên địa bàn đã giảm. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ tai nạn lao động, làm 3 người thiệt mạng. Nguyên nhân là do một số ít doanh nghiệp và người lao động vi phạm nội quy, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và một phần do điều kiện lao động không tốt. Người lao động không tuân thủ theo quy trình kỹ thuật an toàn theo tiêu chuẩn, gây mất an toàn lao động và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Con số về tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh năm 2020 đã giảm gần một nửa so với năm trước. Điều này đã cho thấy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động gắn với bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến về ý thức và trách nhiệm của người lao động để cùng chung tay hành động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phát triển bền vững cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại các nhà máy, khu vực khai thác chế biến khoáng sản vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động. Nếu không đặc biệt coi trọng thì hậu quả sẽ khôn lường. Để giảm thiểu tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra, hàng năm tỉnh Tuyên Quang đều phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao ý thức người lao động, tăng cường kiểm tra giám sát, nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong lao động sản xuất. Chú trọng công tác bồi dưỡng, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, triển khai các quy định về công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Tại công ty cổ phần xi măng Tân Quang, doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất nặng nhọc độc hại, có nhiều công đoạn sản xuất thiết bị khác nhau, mức độ tự động hóa cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn trong lao động sản xuất. Lễ phát động được tổ chức hàng năm đều thu hút đông đảo cán bộ, công nhân và người lao động tham gia. Hiện tại công ty có gần 320 lao động. Tại lễ phát động, các đơn vị, tổ đội sản xuất của công ty đã ký cam kết thực hiện nghiêm nội quy, quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tăng cường phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, kịp thời phát hiện nguy cơ tiềm ẩn gây ra tai nạn lao động, đánh giá đúng nguyên nhân và đưa ra các biện pháp, giải pháp nhằm phòng ngừa. Các em ở trong công ty thì đi làm thì nói chung là vấn đề an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ thì nó là hàng đầu. Và trước khi đầu ca đi làm việc thì được nhắc nhở tất cả các cái vấn đề về bảo hộ và trang thiết bị cá nhân là phải đầy đủ. Thế còn ngoài ra thì công ty còn tổ chức huấn luyện định kỳ cho anh em về vấn đề phòng chống cháy nổ rồi thì an toàn vệ sinh lao động hàng năm và được ký cái cam kết là đảm bảo an toàn để trong vấn đề sản xuất. Trong quá trình sản xuất, công ty cổ phần xi măng Tân Quang còn đẩy mạnh thi đua tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí, đi đôi với việc bảo đảm an toàn lao động, tăng cường cải thiện điều kiện làm việc, vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong việc chấp hành các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, nội quy, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Xây dựng công ty xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, sản xuất kinh doanh hiệu quả và an toàn, phục vụ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công ty chúng tôi là cái công ty sản xuất vật liệu xây dựng, nó có rất nhiều cái nguy cơ về mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thì trong những năm qua thì công ty chúng tôi đã có những cái sự quan tâm rất lớn đến những cái khống chế những cái nguy cơ gây ra mất an toàn lao động và vệ sinh lao động. Thì chúng tôi hàng năm thì đều là huấn luyện cho công nhân về công tác an toàn lao động cho các công nhân, nhất là những công nhân có nguy cơ mất an toàn lao động lớn, xác định những nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn cho công nhân để công nhân phòng tránh. Cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động và tài sản của doanh nghiệp là một trong những yếu tố để doanh nghiệp phát triển bền vững. Các doanh nghiệp trong tỉnh đã tăng cường các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Công ty cổ phần Giấy An Hòa là một trong số doanh nghiệp điển hình trong xử lý môi trường. Đi đôi với việc phát triển sản xuất, công ty không ngừng duy trì và đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Trong khuôn viên nhà máy, từ các phân xưởng sản xuất đến khu văn phòng, nơi nào cũng tuân thủ vệ sinh công nghiệp một cách tự giác và nghiêm ngặt.
chỉ số về nước thải của nhà máy luôn đạt tiêu chuẩn loại A của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chỉ số nước thải trong ngành công nghiệp giấy, bột giấy. Hiện nay, An Hòa là đơn vị điển hình trong xử lý nước thải, bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Điều này được các cấp, ban ngành, lãnh đạo từ địa phương đến trung ương ghi nhận. Bên cạnh đó, công ty còn luôn chú trọng đến vấn đề sức khỏe của cán bộ công nhân viên. Hàng năm đều phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên và tiến hành đo quan trắc môi trường. Những việc làm này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử đậm chất văn hóa doanh nghiệp, mà doanh nghiệp đã nỗ lực xây dựng, duy trì trong nhiều năm qua. Ngày càng có thêm nhiều những mầm xanh đã và đang được gieo trồng để những giá trị cuộc sống, giá trị con người ở doanh nghiệp ngày càng được nhân rộng, nâng cao và phát triển hơn nữa. Công đoàn cơ sở đã phối hợp với công ty thực hiện một số các biện pháp để đảm bảo cho sản xuất an toàn và đời sống nhân viên. Phát động cán bộ nhân viên là tiếp tục lao động sản xuất để đảm bảo sản xuất an toàn và hiệu quả. Hiện tại thì công ty thì vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường và đảm bảo đời sống việc làm của cán bộ nhân viên 100% là hoạt động đi làm đầy đủ và hưởng đầy đủ lương. Đối với công ty cổ phần Primer Hào Phú, huyện Sơn Dương, hiện nay 49 trên 49 hạng mục của công ty đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động. Vấn đề môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người lao động được công ty chú trọng. Nếu như trước đây, độ ồn trong phân xưởng sản xuất ở công ty lên đến trên 90 decibel, lao động làm việc tại đây có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao. Mới đây, doanh nghiệp này đã đầu tư lắp đặt hệ thống chống ồn trong vận hành dây chuyền sản xuất. Từ khi hệ thống này được hoàn thành và đi vào hoạt động, độ ồn trong phân xưởng sản xuất đã giảm còn trên 70 decibel, thấp hơn so với mức cho phép. Một hệ thống hút bụi tự động được đầu tư làm sạch không khí trong suốt quá trình vận hành sản xuất đã giúp người lao động yên tâm hơn khi làm việc. Về vận hành về máy móc thì nó có từng bước, công nhân cũng đã được đi tập huấn và cũng đã được lãnh đạo tập đoàn về là cũng là hướng dẫn là cái cách vận hành máy, là trước khi vào làm là trang thiết bị bảo hộ là phải đầy đủ. Anh em công nhân chúng tôi thì yên tâm gắn bó với công ty. Là một trong số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản tại cụm công nghiệp An Thịnh, huyện Chiêm Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Gia Thành luôn chú trọng đến vấn đề sức khỏe của người lao động. Trong sản xuất, công ty đã xem xét bố trí việc làm phù hợp với sức khỏe của công nhân và người lao động, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, đặc biệt là trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân. Tại các phân xưởng sản xuất đều được lắp camera giám sát để đảm bảo an ninh và kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Tất cả mọi người công nhân vào đây là chúng tôi có những tổ chức những cái buổi tuyên truyền về cái an toàn lao động, phổ biến cho đến từng người công nhân trước khi vào làm việc tại công ty. Bên cạnh đó, chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta. Trong đó, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một thành phần do người sử dụng lao động bắt buộc phải đóng cho người lao động, nhằm đảm bảo hơn nữa đời sống của những người lao động khi gặp các rủi ro, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tại Tuyên Quang năm 2020, có 59.677 người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bằng 122% so với năm 2019. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện giải quyết hồ sơ lao động, tai nạn lao động cho 49 trường hợp, trong đó có 17 trường hợp hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng và 32 trường hợp được hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động khi xảy ra tai nạn lao động là người sử dụng lao động phải có trách nhiệm khai báo với cơ quan quản lý lao động. Và trường hợp bị tai nạn lao động nhẹ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra tai nạn lao động. Về hồ sơ thì sau khi có giám định thương tật thì người sử dụng lao động lập hồ sơ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì cũng có một số doanh nghiệp cũng chưa thực hiện đúng các thành phần hồ sơ này. Thì chúng tôi cũng đã phải phối hợp với chủ sử dụng lao động và đại diện công đoàn ở đó để hướng dẫn làm các cái thủ tục đúng đủ cho người lao động để giải quyết cho người lao động kịp thời. Với trên 1.850 doanh nghiệp hoạt động, xác định an toàn vệ sinh lao động là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Các cơ quan quản lý nhà nước đã tích cực vào cuộc, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ lợi ích người lao động và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm. Qua các đợt thanh tra kiểm tra đã giúp cho các doanh nghiệp và người lao động
nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, chú trọng đến những yếu tố gây mất an toàn lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất được duy trì, ổn định, hiệu quả. Nhìn từ hoạt động của các doanh nghiệp cho thấy, công tác an toàn vệ sinh lao động đã được doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động chú trọng. Các doanh nghiệp đã xây dựng nội quy lao động, các thiết bị đều có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, được kiểm tra định kỳ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đưa vào hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất. Lao động được trang cấp, trang thiết bị bảo hộ lao động, được tham gia các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ. Riêng năm 2020, ngoài việc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, doanh nghiệp còn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện luật lao động và phòng chống dịch bệnh trong các doanh nghiệp, đảm bảo đủ các yêu cầu an toàn phục vụ sản xuất kinh doanh. Đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế ở địa phương, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu giúp Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh, chủ trì phối hợp với các ngành tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, công tác tổ chức một số hoạt động chuyên đề về an toàn lao động, thì tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, xây dựng những nội quy, quy trình về an toàn lao động, hướng dẫn, tư vấn, cải thiện về điều kiện lao động, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp, cũng như là việc tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Sở cũng đã phối hợp tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào các ngành nghề có những lĩnh vực nguy cơ cao về mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp. Cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và tài sản của doanh nghiệp là một trong những yếu tố để doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, tổ chức thanh tra kiểm tra việc thực hiện luật lao động và an toàn tại các doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Qua đó góp phần tích cực nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, những chủ sử dụng lao động và người lao động trực tiếp tại các nhà máy, công trường khai thác, xây dựng. Để tiếp tục duy trì hoạt động về an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới, ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là tổ chức triển khai tốt cái kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về thực hiện chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động kết hợp với thanh tra, kiểm tra đôn đốc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, Sở cũng sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, không ngừng cải thiện môi trường, điều kiện lao động để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn nhất nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, kịp thời khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và cá nhân làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Năm 2021 được dự báo là còn nhiều khó khăn do dịch bệnh cản trở tới sự phát triển của mỗi địa phương doanh nghiệp. Để đảm bảo duy trì sản xuất, tỉnh Tuyên Quang và các ngành chức năng đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội trong việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan tới an toàn vệ sinh lao động, gắn với đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch trước mắt và cả lâu dài,
đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, hướng tới mục tiêu cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng và phát triển văn hóa an toàn, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.